Hello, em xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Thì em kênh làm vườn thương hiệu Lục Ngạn TV, chuyên về kỹ thuật cây vải thiều. Em xin chào anh chị bà con cô bác, cũng như là chúc anh chị bà con cô bác cũng ngày nào cũng là một ngày mới, cũng ngày nào cũng là tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc nhé, cũng như mạnh khỏe. Tất cả anh em mình phải có sức khỏe mới làm được tất cả nhé. Thì hôm nay em sẽ, buổi chiều muộn này, em sẽ làm một đoạn video cũng để trả lời các bác một số thắc mắc ở trên cái cây vải u và vải ngọt cũng như là vải thanh hà. Thì có một số các anh chị là bình luận cũng như là điện cho em, thì lắm lúc thì anh lại bảo là tưới nước cho vải ngọt, lắm lúc anh lại bỏ tưới nước cho vải u, lắm lúc anh lại bỏ tưới nước vải sớm. Thì thực chất là cũng có một số anh em xem nhưng không hiểu, cũng như ví dụ hôm qua em làm cái video đó là để dành cho các bác ở dưới Lục Lam, Hải Dương, Chí Linh, Sao Đỏ, rồi Đông Triều, Đông Chí nhá, nói chung là nhiều lắm các nơi bên Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk nhá. Thì em làm chia sẻ cho các anh chị bà con các bác những cái nơi video hôm qua là em làm để cái video là gửi đến các anh các bác ở làm trên cây vải thiều cũng như là cây vải u, vải sớm, để cho các bác biết cái thời điểm nào là thời điểm kích hoa nhá, cũng như tưới nước. Thì em sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của em nhá. Rồi thì em sẽ trả lời các bác một số các bác thắc mắc nhé. Thì cũng như là ở trên đây thì cái vườn của nhà bác Hải này, thì em đang ở trên cái vườn u của bác Hải này, thế nên ra hoa hết rồi này. Thì chủ yếu hôm nay em lên làm cái đoạn video này là để trả lời các bác cũng như là anh em một số là chưa hiểu về cái ý của em nói nhá. Thì hôm nay em sẽ làm chi tiết hơn, mà em sẽ làm ở trên cái cây vườn vải u của nhà bác Hải này, Hải Chiến ở biển này nhá. Thì để cho các anh chị bà cô cũng như các bác làm vườn, để cho các bác nắm được hiểu về cái thời điểm để tưới nước, và tưới nước là cái thời điểm nào, và tưới nước nếu gặp rét có làm sao không. Đấy, tưới nước thì đa số các bác thừa biết một câu, cây vải nó ra hoa, báo hoa thì các bác tưới nước thoải mái, không có gì phải lo cả. Thế nhưng mà đạm thì các bác hạn chế nhá, cứ tưới nước bình thường thôi. Thời điểm nó nắng khô này và các thứ này là các bác chưa cần phải dùng đến phân gì nhá. Thế cho nên các bác cứ bình tĩnh để cho cái hoa nó ra, nó sẽ được đẹp nhá. Rồi, em sẽ chuyển camera sau để cho các bác lắm được cái thời điểm này là tưới nước và như thế nào, trên cái cây vải nào, nên em sẽ làm cụ thể luôn cho các bác nhé. Mời các bác theo dõi. Rồi, em mời các bác theo dõi video nhé, cũng như theo dõi kênh. Thì em sẽ bây giờ xem mấy giờ, và buổi này là buổi chiều muộn, đây em cố gắng lên làm video từ sáng giờ em chưa làm được nhé, em bận nhé. Thì hôm nay là thứ hai các bác. Hiện tại là 14 giờ 47 phút nhé, thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2020 của 2021 của dương lịch các bạn. Thì âm lịch thì hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2020 của âm lịch các bác nhé. Thì em sẽ nêu ra một số vấn đề như sau, cũng như là để cụ thể nhất trong cái thời điểm này để tưới nước và tưới theo cái cây vải của lớp độc nào. Và có những cái vườn vải bây giờ là hiện tại bây giờ nhá, em sẽ tạm thời em sẽ quay cái vườn này là vườn của nhà bác Hải Chiến này, là có nghĩa là của bố của anh Huy này, Huy con nhà bác Hải Chiến nhá. Thì bác cái bắt lộc cả hai nhá, bác bắt lộc hai, còn là anh Huy con của bác Hải Chiến, bác cái anh ấy bắt lộc ba nhá. Thì tí nữa em sẽ sang đấy cầu cái lộc ba nữa, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp, là để cho mọi người phải hiểu ở cái giai đoạn là mình tưới nước cũng như tưới nước nó ở lớp lộc nào. Đấy, em sẽ hôm nay em sẽ làm chi tiết để cho các bác nhé. Thì em hôm nay em chủ đề cho các vẫn là các bác ở vải sớm nhé, và cũng như là lục ngạn nhé. Nếu các bác u vải u hoặc thanh hà có hoa nhé, báo hoa rồi nhé, thì các bác tưới nước thoải mái nhé, không có vấn đề gì hết. Thế nhưng mà riêng chưa thấy báo hoa ấy, mà lớp lộc ba các bác cứ bình tĩnh, chưa phải vội nhé. Thì đây em sẽ trả lời cho các bác tất cả trong huyện Lục Ngạn và tất cả các tỉnh lân cận, các nơi xa xôi trồng về cây vải nhá. Thì em sẽ chia sẻ một vòng đây. Thì có nghĩa là cái đây em đang đứng ở vườn nhà bác Hảo nhá, lớp lộc hai đây. Thì có hôm vừa rồi là có cái anh gì nói bảo là bác hỏi bác cái xem là bác cái phun bằng cái gì để triệt lộc. Thì thực chất là cái này bác cái phun bằng cái thuốc cỏ nhá, thuốc trừ cỏ nhá. Thì bác cái phun nó nặng quá, thì nó hiện tại thì em đây sẽ quay ở những cái cây gần nhá, nó bị cháy lá này. Đấy, hoa thì có nhá. Đấy, các bác nhìn tinh nhá. Đây, hoa nhá. Thì trong cái này thì bác cái pha nó hơi bị nặng này, pha hơi bị nặng các bác nhá. Thế cho nên là mình phun đừng để cháy lá già nhá.
cái lá già là sau này là cái nó hấp thụ cái dinh dưỡng nó không qua lá, nó sẽ cái quả sẽ không được đẹp nhá. Đấy thì khuyến cáo các bác là phun triệt lọc thiên, phun cũng không nên phun nặng quá nhá, đừng để chết lá già nhá. Đây u của bác bây giờ lên dài hết như này nhá, đây u hồng nhá. Đấy, các bác nhìn tinh nhá. Rồi, em sẽ đưa các bác đi suốt dọc hết cái vườn này nhá. Thì có nghĩa là một số là thấp nhất đây là cũng là báo đẩy này. Đấy, còn đây là loại ngắn nhất này. Còn bình thường thì nó cứ rõ như này và dài hơn này. Đây các bác nhá. Đấy, cái video trước đây em lên quay của nhà bác Hải đây chắc khéo được tầm nửa tháng rồi nhỉ. Đấy, cái lúc một số thì ra dài rồi, một số là chưa đào này, bây giờ đã ra này, mà một số các bác vẫn bảo là lọc đấy thì em chịu. Cái đấy thì hoặc là nó chấm mắt muỗi này thì các bác cũng bảo là lọc đây, nhưng mà không phải đâu nhá. Các bác chỉ nhìn trong cái nách lá này. Đấy. Và đã về làm cây vải mà lại không nhận được là hoa là lọc thì chịu. Đấy, thế cho nên là các bác hãy cố gắng theo dõi kênh cũng như để biết là cây nó báo hoa thật nhá, chứ không phải là báo hoa giả nhá. Đấy. Cái u này thì bao giờ cũng thế các bác nhé. Đây em sẽ quay, đây hôm mới quay là quay những cái cây nó dài nhất đây này, rõ nhất này các bác này. Đây là em sẽ chia sẻ cho các bác nhé. Đây sẽ là hoa này, và em sẽ quay cho các bác những cái nách hoa này, những cái nách lá này, cái cành lá này sẽ bén rét như này này. Đây sẽ rụng hết này, này các bác này. Đấy, động cái rụng này, đấy nó còn cành hoa nhá, và bén lá đây nó xoăn lại hết này các bác này. Những cái này sẽ lá nó sẽ hỏng nhá, nó sẽ còn toàn bông hoa rồi nhá. Đấy, thấy chưa, đấy là em chia sẻ nó rất thiết thực để cho các bác cũng như là anh em chủ yếu là lắm được cái kỹ thuật thôi. Đấy thì em chia sẻ trong nói sơ qua một chút về cái cây vải u. Thì nhà bác Tiến bây giờ nếu mà vải bây giờ thì vải u báo hoa và ra hoa, đó là nó không là còn mới mẻ nữa, nhưng nó sẽ vẫn còn mới mẻ cho nhiều người là vẫn chưa biết cái cách là phun và cũng và chưa biết cái cách là tưới nước. Tưới nước thì ở thời điểm thì có nghĩa em nói này, vải u này, vải thanh hà, vải ngọt, vải đường này. Đấy, nói chung là các bác nếu như các bác ấy, đây các bác cứ thấy báo hoa như này nhá, các bác tưới nước cho em thoải mái không sao hết. Đấy, cứ báo hoa là ăn chắc rồi, là hoa còn sợ gì nữa. Thế cho nên là các bác đừng có vãi đạm nhá, đừng vãi đạm nhá. Báo hoa rồi nhưng mà không phải, có nghĩa em có một cái video là để kích cây vải nhá, những cây nó bị nghẹn ấy là mình dùng bằng đạm để mình lấy một chút cái dinh dưỡng để cho nó được hấp thụ ở cái rễ non, để cho tạo cái đầu rễ non thôi. Đấy, chỉ cho 2-3 lạng thôi. Đấy là các bác đừng có cho nhiều. Đấy là những cái cây nó nghẹn thì cứu bằng cái cách đấy. Còn những cái cây nó báo hoa bình thường, đây nó có báo hoa như này bình thường này, thì các bác không cần phải cái gì, các bác tưới nước cho nó là được rồi nhá. Đấy, thế cho nên là các bác hãy chú ý nghe rõ cũng như là xem video của em. Thì những cái là không hiểu các bác có thể gọi điện cho em trên cái số màn hình em để trên màn hình nhá, hoặc là kết bạn Zalo với em thì cũng như để gửi hình ảnh với cho em, thì em sẽ chia sẻ cho các bác hết, để cho các bác xong các bác hãy áp dụng làm nhá, thì nó sẽ an toàn hơn. Em nghe máy cái nhá. Alo, công việc gì chị ơi? Vâng. Vâng. Chắc chị phun cái vải sớm thôi, còn vải vải ngọt chưa phun đâu chị ạ. Vâng. Vâng, biết rồi, nhưng mà vải của chị vẫn khỏe bình thường ấy, phun làm gì? Không lá đâu, lá vàng. Lá vàng. Vâng. Mà ai bảo chị quấn băng dính đen, chết thôi, em đã bảo rồi. Quấn băng dính đen bao nhiêu tiền cho nó đủ mà nó có chắc đâu. Chị mới
Ui. Cứ quấn hai vòng mà nó mới chắc, chứ lại quấn bằng dây trắng hoặc là cái cuộn giấy người ta ghép ghép vải ấy cũng được. Đây. Thế thì chịu. Em chịu chị rồi. Mà chả thế thì nó bén lắng, nó tỏa ra hết cái băng dính điện, băng dính đen nó không được đâu chị ạ. Và bây giờ chị có chỉ có phun thôi, đừng có tưới vội, để cho nó những cây nào báo hoa thì chị sẽ tưới. Tưới thế nó hỏng đi chứ chị, những cây nào nó có hoa thì mình tưới thôi, còn những cây nào chưa có hoa phải chờ đợi cho nó báo hoa hay là lộc đó chứ. Vâng, còn cái vâng. Rồi thì các bác nhá, thì em đang bận cho chị gọi cho một chút, thì ở trên cái u bây giờ ra như này là rất đẹp rồi này, và rét một đợt nữa thì những cái lá này nó sẽ teo này các bác nhá, nó sẽ teo này. Thế cho nên là các bác không có gì phải băn khoăn gì cả, năm nay nó rét này thì cái hoa nó chắc chắn nó sẽ rất đẹp rồi. Thế cho nên là đây là cái lọc, lớp lọc 2 nhá, vườn của nhà bác Hà Chiến nhá. Còn em sẽ mời các bác sang vườn của con gia nhà bác ấy mà bắt lọc 3, thì xong em sẽ cho các bác xem, và cũng như là để các bác sẽ quyết đoán tưới cây vải của mình như nào nhá. Đây là em làm cái video này là video cuối về cái cách tưới vải nhá. Thì bởi vì năm ngoái và năm nay cũng rất nhiều video rồi, em ra rồi, cũng như cuốn băng dính thì gần như là đây, thì cũng như là bác ấy cũng cuốn băng dính hết rồi nhá. Này, em sẽ quay cho các bác này. Cuốn băng dính thì các bác cứ cuốn có thể là băng dính xanh này, băng dính xanh này, hoặc băng dính trắng này. Đấy, băng dính xanh hoặc băng dính trắng này, hoặc là cái cuộn giấy túi bóng mà để ghép, chuyên để ghép cây nhá, mà các bác quấn bằng cái đấy cũng được nhá. Đấy. Đấy, coi như là dân kỹ thuật làm vải người ta bây giờ là hiện tại đã báo hoa rồi, thì coi như là vết khoanh người ta quấn băng dính đó là chuyện bình thường, đúng không? Thế cho nên là tất cả là các anh cũng như là các bác làm trên cây vải thì cũng phải nên hiểu một chút, vì đôi khi cái video em đi toàn đi nói về thực tế chứ em chưa bao giờ phải nói vòng vo gì cả nhé. Thế cho nên là các bác vẫn còn một số các bác anh chị không hiểu, thế đâm ra là nó hơi phức tạp một chút. Nhìn đây các bác nhá, đây một số nó báo muộn đây này, triệt lọc cành nhé. Đấy rồi, em sẽ mời các bác sang vườn đây nhá, từ bên này là vườn của con gia bác ấy nhá, bắt lọc 3 nhá. Rồi thì hiện tại bây giờ em đang đứng ở trên cái vườn mà u hồng nhá, của con gia nhà bác Hải Chiến ở Phô Biển nhá, ở khu nhà em nhá. Đây nhá, thì ở lớp độc 3 đây các bác nhìn này, các bác hãy nhìn đầu lá này, đầu lọc này nó đen xì nhá. Đây các bác nhá, lá này hơi vàng này, đây là lọc 3 nhá. Đây các bác nhìn lọc 3 này, thì có nghĩa là lọc 3 bây giờ nó như này này, thì có nghĩa bây giờ em sẽ phân tích cho các bác luôn là ở cái lọc 2, và tại sao lại có video em là bảo là các bác tưới nước, thì cái lọc 2 thì các bác báo hoa rồi các bác tưới nước, còn các bác lọc 3 mà các bác chưa thấy gì thì các bác đừng có tưới nước làm gì. Đấy là em nói cụ thể luôn để cho các bác biết là cái kiểu tưới nước cũng như là cái cách tưới nước cho cái cây vải nó đúng cái thời điểm. Đấy. Còn về cái đây nhá, đây hoàn toàn lọc 3 này. Đây. Đấy. Thì cũng có một số các anh chị các bác cũng bình luận cho em, thì cũng bảo là vải u hồng bây giờ còn chưa ra hoa, làm gì vải ngọt bây giờ đã ra hoa. Thực chất các bác đừng nên nói những cái từ đấy với em là thứ nhất, và thứ hai các bác đừng nên nghĩ đó là cái
chuẩn của các bác không phải nhá. Em làm kênh là để báo những cái thời điểm cây vải nó ra hoa để cho các bác biết cái cách phòng tránh cũng như là biết một cái hướng định cố định trước để các bác sẽ chuẩn bị tư tưởng có một cái cách mình giải quyết nhanh trong cái thời điểm ví dụ cây vải nó bị nghẹn. Đấy là em làm những video như này là để cứu những cái tình trạng những cái vườn bị nghẹn, khoanh đau bị nghẹn này, nước không có tưới này, băng dính là phải quấn này. Đấy, thế cho nên là các bác hãy cố gắng hiểu em một chút. Đây, lọc ba nhá. Dài như cái cọng đây, nhưng mà không bao giờ, chưa bao giờ ra hoa được nhá. Đấy, thế cho nên là các bác phải hiểu nhá. Đây, lọc ba xanh gì đen xì như này. Đây các bác này. Đây. Đầu vẫn kim đây. Đây các bác nhá. Đây. U hồng nhá. Các bác nhá. Đây lọc ba đây. Đấy. Thế với đồng nghĩa với việc cũng không khác gì ở khu các bác vải sớm như vải cũng như của em, vải u này, vải sớm này, cũng như chỗ em, vườn của nhà bác ấy cũng cùng một thửa đất nhá, chia cho con dai bên này. Thế nhưng mà bác ấy bắt lọc 2, bên này bắt lọc 3. Chưa ra hoa, chưa báo hoa gì luôn. Thế cho nên là các bác đừng có vội, cứ thấy người ta tưới nước là mình tưới nước tràn lan, mà mình làm lọc nào thì các bác phải hiểu, bởi vì các bác bình luận cho em đã bảo các bác nói rõ là các bác phải bình luận cho em là anh ở khu này bây giờ cây vải sớm hay là cây vải thanh hà hay là cây vải u hồng, u trứng, u đường hay là vải ngọt. Đấy, thì các bác phải bình luận đúng như vậy để em trả lời nó rất nhanh. Bởi vì các bác toàn hỏi một câu chung chung, bây giờ tưới nước được chưa chú? Rồi có một số các em thì lại bảo bây giờ tưới nước được chưa anh? Đến lúc em lại phải hỏi lại, nó rất mệt. Đấy, lọc ba đây nhá, không thấy cái gì luôn nhá. Em quay để cho các bác đỡ phải lo lắng này. Vì tại sao em làm video cũng như là để chia sẻ, em đã bảo các bác cứ phải bình tĩnh, tự tin lên, đừng có cứ chưa gì đã cứ lo xoắn vó lên, thấy người ta ra hoa thì mình lại cứ sốt lên sình sịch. Cứ bình tĩnh, mình làm theo lớp lọc của mình là lớp lọc 3, nó phải khác lớp lọc 2. Đấy. Đây, còn bên dưới này là đây, lọc 2 đây này. Đây, dưới đây nhá, vườn của con dai này. Các bác lọc 2 đây. Đây. Thấy chưa? Đấy, những cây lọc 2 đây. Thấy chưa? Các bác thấy đúng chưa? Đây, kia này. Lọc 2 hoa đây nhá. Đây, lọc 3 đây các bác này. Lọc 3 đây. Đấy, lọc 3 đây. Như này thì làm sao mà đã ra hoa được các bác? Thấy chưa? Đầu vẫn đen đây này. Đây, như thế này thì làm gì đã ra hoa được. Em quay rất cụ thể cho các bác nghe, đen xì lại nhá. Đấy, các bác nhìn này. Thấy chưa? Thế cho nên là em muốn các bác hiểu, em phải hiểu ý em nói rằng là thời điểm kích nước, tưới nước cho cây vải sớm đã tới ở cái video trước em nói ấy, đã tới với cái thời điểm của cái lớp lọc 2 và lớp lọc 3 và các bác còn một cái lớp lọc 3 muộn nữa. Còn một lớp lọc 3 muộn nhá, không phải lọc 3 già này nhá. Còn một lớp lọc 3 mà bây giờ mới lá gừng đỏ đỏ ban ban nhá. Còn một lớp lọc 3 đấy nữa cơ, đấy cũng vẫn là lọc 3. Đấy. Đấy là các bác một số làm lọc 3 muộn á. Làm theo đồng chí đấy nhá. Đấy. Thế cho nên là thời điểm thì em chỉ cần biết là cái cây vải nó đã báo hoa này. Báo hoa thì các bác tưới nước tất cả trên những cây nào cũng được. Có nghĩa là cứ cây nào báo hoa là các bác cứ tưới được nhá. Có nghĩa là tưới nước không sao hết. Đấy, tưới nước thì em sẽ nói về cái tưới nước như này. Tưới nước thì thời tiết ấm mà anh em mình mà không biết cách. Ví dụ lớp lọc 3 này, thời tiết ấm này. Mà các bác cứ bắt nó phải ra theo cái lớp lọc 2 thì kiểu như kiểu nó cũng ra lọc các bác nhé. Nó chưa đến cái lúc nó phải ra. Có nghĩa là chưa đến lúc nó phải đẻ các bác nhé. Có chữa rồi nhưng mà các bác muốn đẻ non, các bác cứ muốn cho ra cùng lớp lọc 2 thì lớp lọc 2 người ta nghỉ được bao nhiêu tháng? Từ tháng 9 đến tháng 11. Các bác hiểu không? Thế cái này tháng 10. Còn một lớp của cuối tháng 11 này nữa. Đấy nhá các bác nhá. Nên các bác hãy lưu ý cũng như là xem ở trên kênh em là em hôm nay em làm cái video này nó rất cụ thể luôn. Để cho các bác là có một cái video như này để hàng năm. Và các bác sẽ biết cũng như là năm nay cho đến hàng năm vậy. Thì các bác sẽ biết cái cách là lúc nào mình sẽ tưới nước. Tưới nước theo cái thời điểm nào và tưới nước cho cái lớp lọc nào. Đó.
đã tưới nước thì cứ cây nào báo hoa các bác tưới nước, không mà cây nào nó đã báo hoa mà nó ra hoa các bác nó tưới nước thoải mái, không bao giờ ra được lọc đấy. Thế cho nên là các bác phải phải lưu ý cho em như vậy để các bác cũng biết được. Đây lọc ba xanh ngắt này, này như này thì làm gì có hoa, chưa bao giờ có hoa được nhé. Đấy thế cho nên là em muốn các bác hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh đấy. Thế cho nên là ở khu cả khu Lục Nam, Hải Dương hay là Chí Linh, Sao Đỏ hoặc là Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk nhá, em rất hiểu cái tâm trạng cũng như các bác thấy người ta báo hoa rồi mình chưa báo hoa, các bác rất lo là các bác cây của mình vẫn im, mình sợ nó lại không ra hoa mà nó lại ra lọc. Thế cho nên là nó ở lọc ba mà lọc ba của tháng 10 hoặc là lọc ba của cuối tháng 10 sang tháng 11, cuối tháng 10 nhá, cuối tháng 11 nhá, nó có nghĩa là 20 tháng 11 nhá. Đấy còn một lớp đấy nữa, lớp này là lớp của tháng 10 đây. Đấy lớp tháng 9 là lọc hai của nhà bác cái khoan nhá, bác Hải Chiến là bác cái triệt lọc này. Thế là nhà anh Huy anh ấy để lớp đấy thì thành lớp này là lớp tháng 10 và còn lớp là của tháng 11 đấy nhá. Đấy làm theo đồng chí đấy thì em phân tích cho các bác như vậy để các bác nắm được cái thời điểm đấy là cũng như kích. Vì trong cái thời điểm này ấy, ví dụ mà cái cây vải nó rét nhá, mà đến thứ năm này bắt đầu lại rét nhá, có kèm theo mưa các bác nhá. Thế cho nên ấy, nếu như cái cây vải của các bác mà đã có hoa, các bác tưới đấy, thế các bác tưới nhưng mà tưới vào nó vẫn cứ bình thường hết, nó vẫn ra hoa. Thế nhưng mà tưới nó có ấm ấy, thì bắt đầu nó mới sợ kẹp lọc đấy. Thế nhưng mà các bác mà tưới mà nó vẫn rét như này không sao hết các bác nhá, nó chỉ đủ độ ẩm cho cây thôi, cũng như để làm cái cành hoa nó ra sẽ được đào hơn. Ví dụ như là những cành mình khoanh nó bị đau hơn chẳng hạn đấy, mình khoanh cái tay nó không đào nó đau hơn nhá. Đấy làm chia sẻ cho các bác như vậy để cho các bác sẽ nắm được cái thời điểm này, nó rất quan trọng cho một số các bác anh chị kích nước nhá. Thì đấy trong video em chia sẻ như vậy thì các bác thực sự hiểu em, và nếu như không hiểu em thì em vẫn nói rõ ràng là các bác hãy cố gắng bình luận cho em là bác ở khu vực nào thì em mới biết trả lời được, không thì nó xa xôi rồi, không phải ở huyện Lục Ngạn thì các bác cứ nói một câu như thế em trả lời được hết. Thế nhưng các bác ở tỉnh khác, ở huyện khác, ở những nơi khác xa hơn em và phải sớm hơn em 15 ngày cho đến 1 tháng thì các bác hỏi câu chung như vậy em thực sự rất khó trả lời các bác. Nếu mà em không cẩn thận hỏi lại các bác thì các bác em sẽ trả lời sai, thì các bác lại bảo là em trả lời không đúng, trả lời không đúng sự thật mà không biết kỹ thuật. Đây là cái điều rất quan trọng nhé. Mình phải biết địa điểm là mình ở đâu và cây vải gì. Đấy nhá. Thì hãy chia sẻ như vậy thì em mới biết được. Chứ không phải là em phải hỏi là các bác ở đâu để làm gì đâu. Không phải hỏi lấy gốc lấy rễ của các bác làm gì. Nhưng mà em cần những cái đấy thì nó mới có cái độ chuẩn các bác nhá. Đấy thì các bác hãy cố gắng cũng như là để hiểu rằng đây những cái lớp lọc 2 đây. Lọc 2 già này các bác này. Đấy cứ lọc 2 là ra hoa nhá. Lọc 3 là vẫn yên nhá các bác nhá. Đấy thấy chưa? Lọc 2 nó xanh đen như này mà. Đấy thế cho nên các bác cứ bình tĩnh an tâm. Thế cho nên là còn về cái vải ngọt ở khu vực này nhá. Khu này là ở vườn nhà em dưới chân. Vườn nhà em dưới chân, còn khu trên đỉnh này là vườn của nhà bác Hải Chiến mới của mấy nhà lân cận bên này. Nó là cùng một quả đồi nhá. Thì vải ngọt thì cũng báo nhiều lắm rồi. Vì vải ngọt thì em làm video cũng báo nhiều rồi. Thì chính vì báo nhiều em bây giờ em chưa muốn làm video tiếp theo của cái vải ngọt nữa. Vì em có làm thì các bác lại cứ sốt ruột lên. Em thấy đáng nhẽ các bác xem những cái video của em như này, các bác thấy báo hoa là các bác phải có sự chuẩn bị. Chứ các bác đừng có thấy người ta báo hoa mà mình lại cứ sốt lên, muốn tưới nước phun đạm phun kích cho nó ra theo cùng người ta, không được đâu. Vải của các bác là lớp lọc khác nhé. Thế là các bác hãy chú ý lắng nghe cũng như là xem cái cây vải của mình là cái mình làm lớp lọc mấy thì mình sẽ tưới nước đấy. Và lớp lọc 3 tưới nước vào thời điểm nào em lại có video chia sẻ cho các bác. Các bác không có gì phải lo cả. Đấy. Lớp lọc 2 tưới nước và tưới nước cho những cây báo hoa. Em đã làm video rồi đúng không? Hôm qua hôm kia có 2-3 cái video. Đấy và hôm nay nữa một cái này nữa là 3 cái video. Thế là ok các bác chưa? Đấy, thế cho nên là các bác cứ bình tĩnh. Đến thời điểm nào kích nước, tưới nước kích hoa, em sẽ chia sẻ, làm video chia sẻ cho các bác ngay. Thế cho nên các bác không có gì phải lo cả.
cứ bình tĩnh. Dỗi thì xét này thì em đã bảo làm nồi lẩu ngồi uống rượu cho nó đỡ buồn, chứ lo lắng cái cây vải nhà mình chưa ra hoa, phải không? Thế cho nên là các bác hãy cứ bình tĩnh. Em làm kênh là để chia sẻ, thế cho nên em sẽ nắm được trước các bác là cái chắc chắn. Đấy, vườn nào em cũng đi nhá, mấy ngày này đi xã nào em cũng đi luôn. Đấy, thế cho nên là các bác hãy bình tĩnh nhá. Thì cái lúc thời điểm tưới nước nó rất quan trọng. Đấy, quan trọng cho từng lớp lọc nhá. Thế cho nên là các bác xem video thực sự thấy hay và bổ ích, các bác hãy đăng ký kênh, chia sẻ giúp kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhá, để em có cái động lực các bác. Em chỉ có cái đó là cái động lực để em làm video thôi các bác nhé. Còn em không thể có cái gì hơn bằng cái đấy được. Thế cho nên các bác thực sự quý em, video em có đem lại lợi ích cho các bác, thì các bác hãy yêu quý kênh của em. Em sẽ lại yêu quý lại các bác như bình thường nhé. Rồi, thì video nó có thời lượng này, em sẽ tạm dừng video đây nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bác, cũng như là chúc các bác sẽ hiểu ở cái video này là sẽ hiểu nhất nhé, để cho các bác sẽ làm được cho nó thành công nhé. Thân ái chào tạm biệt các bác ơi.